Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi ngọ tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn trong tháng 10 năm 2021 âm lịch vận trình tháng của người tuổi ngọ có hung có cát, có xuân sẻ có chắc trở. Bạn có cát tinh chiếu mệnh, đón nhiều điểm sáng nhưng đồng thời hung tinh vẫn luôn rình rập, sẵn sàng cướp đoạt mọi thứ của bạn bất cứ lúc nào. Nhờ sự giúp đỡ của nguyện lệnh lâm đất lâm quan, đường công danh sự nghiệp của con giáp này thông thuận, đạt được nhiều thành tích đáng nể. Người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo hãy tự tin thể hiện tài năng không phải che giấu bất cứ điều gì nữa thời của bản mệnh đã đến tháng này bạn chỉ cần chú ý nắm vững thời cơ cố gắng tranh thủ làm trước người khác để giành thế thắng thì thành quả đạt được sẽ rất vẻ vang nếu có kế hoạch mới nên mạnh dạn thực thi dù có vất vả nhưng cơ hội thành công cực lớn công việc có chiều hướng phát triển tốt là thế song vận trình tài lộc của tuổi này có xu hướng giảm kém sắc hơn so với tháng trước khó tránh khỏi tình trạng tiền bạc hư hao Thời điểm tài khí suy giảm này không thích hợp để mở rộng kinh doanh hay đầu tư quy mô lớn. Ở phương diện tình cảm, nếu đang mong đợi những khởi sắc mới, bạn có thể thất vọng vì mọi chuyện không có tiến triển gì đặc biệt trong tháng này. Người độc thân nếu muốn sớm có đôi có cặp cần tích cực và nhiệt tình hơn. Với người tuổi ngọ đã có gia đình nên quan tâm nhiều hơn đến người bạn đời của mình. Sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng 10 năm 2021 không mấy ổn định, liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch, đây có thể nói là một tháng hứa hẹn những tin tức tốt lành sẽ đến với bản mệnh ở phương diện sự nghiệp. Tất cả là nhờ có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan, lại thêm thiên ấn che chở, công danh sự nghiệp của bạn đang rất thông thuận, dễ đạt được nhiều thành tích đáng nể chỉ cần bạn chú trọng làm mọi việc đúng trình tự tuân thủ những nguyên tắc đã đặt ra thì sự nỗ lực sẽ nhận được thành quả xứng đáng một khi đã hạ quyết tâm con giáp này sẽ làm cho bằng được nhờ vào chính nỗ lực bản thân cùng với chút may mắn từ vận trình tháng này bạn chỉ cần chú ý nắm vững thời cơ cố gắng tranh thủ làm trước người khác để giành thế thắng thì thành quả đạt được sẽ rất vẻ vang nếu có kế hoạch mới dự định mới đã ấp ủ từ lâu nên mạnh dạn thực thi bởi khả năng thành công khá cao dù có vất vả nhưng cơ hội thành công cực lớn người làm công ăn lương có cơ hội thăng tiến khi vừa chứng tỏ được năng lực chuyên môn lẫn khả năng lãnh đạo sự tín nhiệm và đánh giá của cấp trên dành cho bạn cũng nâng cao hơn đồng nghiệp ngưỡng mộ có thể nói tháng này chính là thời điểm để bản mệnh tỏa sáng hãy tự tin thể hiện tài năng không phải che giấu bất cứ điều gì nữa thời của bạn đã đến ngoài ra bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn cầu thị để không vô tình vướng phải những rắc rối không đáng có bởi môi trường công sở vốn phức tạp, biết người biết mặt không biết lòng, có những nguy cơ tiềm tàng mà bạn không thể lường trước được hậu quả. Xem phi tinh tháng, tháng 10 năm 2021 này, sao lục bạch chủ chức vụ, tài lộc xuất hiện ở vị trí trung cung, tức chính giữa. Phương vị này nếu được sắp xếp chuẩn phong thủy sẽ phát huy tác dụng hỗ trợ công việc thuận lợi, thúc đẩy con đường thăng tiến rộng mở. Ở vị trí giữa phòng khách, phòng làm việc, tuổi ngọ có thể đặt biểu tượng tháp văn xương sẽ rất tốt cho sự nghiệp của mình tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện tài lộc. Tử vi tháng nhận thấy, đây là một tháng có hung có cắt, có xuân sẻ có chắc trở với người tuổi ngọ. Bởi vậy, dù công việc có chiều hướng phát triển tốt là thế, song vận trình tài lộc của tuổi này có xu hướng giảm, kém sắc hơn so với tháng trước. Hung tinh tiểu hao quấy phá, con giáp này khó tránh khỏi tình trạng tiền bạc hư hao. Các khoản thu về không nhiều, đã vậy chẳng đủ để bù cho mức chi tiêu đang có phần vượt ngưỡng cho phép của tuổi ngọ dù bản mệnh luôn không ngừng nghỉ cố gắng chật vật kiếm tiền nhưng chưa chắc đã thỏa mong ước tài vận không lý tưởng kinh doanh buôn bán khó khăn do sức cạnh tranh mạnh kinh doanh quy mô càng nhỏ càng ít bị ảnh hưởng hơn kế hoạch đầu tư hay hợp tác làm ăn có thể bị đổ bể do đó trong thời điểm tài khí suy giảm này không thích hợp để mở rộng kinh doanh hay đầu tư quy mô lớn dù vậy nguồn thu nhập chính vẫn khá vững vàng nhờ những tín hiệu tốt trong công việc điều đó có nghĩa là bản mệnh nên tập trung vào công việc hiện tại tránh ôm đồm quá nhiều việc bên ngoài kẻo việc gì cũng không đạt kết quả như ý muốn chuyện tiền bạc không như ý có thể khiến cho con giáp này mất ăn mất ngủ sức khỏe đi xuống cũng tốn kém thêm một khoản kha khá vì thế những chú ngựa tốt nhất nên biết chăm sóc cho bản thân để tránh mất tiền không cần thiết theo phong thủy phi tinh trong tháng này ở phương vị chính tây nơi có sao bát bạch chủ tài lộc cư ngụ mệnh chủ không tiến hành động thổ hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này. Đồng thời, bạn có thể đặt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng chính tây ngôi nhà để xua hung khí, thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh, buôn bán ngày càng phát đạt. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện tình duyên xem tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch, vận trình tình cảm của người tuổi ngọ trong tháng mới khá bấp bênh, khó được như mong muốn. Nếu đang mong đợi những khởi sắc mới, bạn có thể thất vọng vì mọi chuyện không có tiến triển gì đặc biệt trong tháng này. Người độc thân không phải không có cơ hội làm quen với người mới, nhưng mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu. Bản thân bạn cũng vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu, thường suy nghĩ theo kiểu tới đâu thì tới, vì vậy có nhiều khi cơ hội ở ngay trước mắt nhưng lại hời hợt bỏ qua có người dễ rơi vào cảnh ngày lắm mối tối nằm không người đến kẻ đi dập dìu nhưng vẫn chưa tìm được ai ưng ý nếu bạn không đủ nghiêm túc thì e rằng tình trạng độc thân vẫn còn kéo dài khá lâu nữa với người tuổi ngọ đã có gia đình bạn cũng nên dành thời gian quan tâm nhiều hơn đến người bạn đời của mình có lẽ bạn không nhận ra nhưng sự thật là tình cảm hai người ngày càng xa cách đôi khi chỉ vài vấn đề tranh luận đơn giản cũng biến thành mâu thuẫn gia đình nếu không cẩn thận, có thể sẽ có dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện xen ngang, phá hoại tình cảm vợ chồng. Chính bạn nên xem xét lại chính bản thân mình trước, phải chăng tình cảm của bản mệnh nguội lạnh là nguyên nhân gây ra tất cả. Theo phong thủy phi tinh tháng 10, sao nhất bạch chủ đào hoa nhân duyên xuất hiện ở góc chính nam trong nhà. Ở phương diện này, bạn chớ nên để đồ màu xanh lá, có thể thay thế bằng những đồ vật màu đỏ, hồng, cam. Sẽ tốt hơn cho vận trình tình duyên của tuổi ngọ thời điểm này tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi ngọ âm lịch về phương diện sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi ngọ trong tháng 10 năm 2021 không mấy ổn định, liên tục xuất hiện tình trạng bất thường, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Thiên nguyệt chủ ốm đau bệnh tật xuất hiện, mang theo nguy cơ bệnh cũ tái phát, bệnh mới bùng phát. Vì thế, hãy chú trọng hơn tới việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ đau yếu, Ngoài ra, bạn cũng nên chú ý chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tự tạo áp lực tinh thần cho chính mình. Đề phòng những bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa cũng nên dừng ngay việc thức quá khuya và ăn đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Đó là nguyên nhân chính khiến cơ thể bản mệnh tích tụ bệnh tật, giảm sức đề kháng và có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi ngọ trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Giáp ngọ, thuộc mệnh kim, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết, công việc cần chú trọng đúng trình tự, tuân thủ những nguyên tắc đã đặt ra. Quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, thìn, tỵ. Màu sắc may mắn, đỏ, nâu. 2. Bính ngọ, thuộc mệnh thủy, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, chú ý nắm vững thời cơ, cố gắng tranh thủ làm trước người khác để giành lợi thế. Quý nhân, thìn, dậu. Tiểu nhân, dần, hợi. Màu sắc may mắn, hồng, cam. 3. Màu Ngọ, thuộc mệnh hỏa, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết tài khí suy giảm, không thích hợp để mở rộng kinh doanh hay đầu tư quy mô lớn. Quý nhân, sửu, dần. Tiểu nhân, tị, mão. Màu sắc may mắn, đen, đỏ. 4. Canh ngọ, thuộc mệnh thổ, nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết tình cảm không có tiến triển gì đặc biệt nên vun vén hạnh phúc gia đình. Quý nhân, tị, dậu. Tiểu nhân, dần, thìn. Màu sắc may mắn tím, hồng. Năm, nhâm ngọ thuộc mệnh Mộc Nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết: Sức khỏe bất ổn, cần đi kiểm tra sớm để kịp thời chữa trị. Quý nhân: Dậu Tuất. Tiểu nhân: Hợi, dần. Màu sắc may mắn: nâu trắng. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Ngọ trong tháng 10 năm 2021 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại